xin kính chào quý vị khán giả của VNTV. Thưa quý vị, trong chương trình Bạn Có Biết ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ sự trở lại của một khuôn mặt rất là quen thuộc của chúng ta tại San Diego, đó là chị Teresa Ánh Hương. Chị là chuyên viên về bảo hiểm và tài chính và cũng là chủ nhân của cơ sở thương mại rất là lâu năm tại San Diego, đó là Nguyên Mút Insurance and Financial Services tại San Diego. Chúng ta chào Ánh Hương. Chào Minh Anh và xin kính chào khán giả của VNTV. Trong suốt thời gian vừa qua vì đại dịch COVID-19, đến nay là đã 6 tháng rồi kể từ ngày mà thống đốc của tiểu bang California ra lệnh và tất cả các cơ sở thương mại cũng như là các sinh hoạt đều shut down hết, thì bây giờ đến bây giờ thì dần dần những sinh hoạt đang từ từ để trở lại. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chị Ánh Sương sẽ trở lại chúng ta để cùng chia sẻ một cái đề tài mà rất là nhiều người chúng ta đang hàng quan tâm, đó là cái quỹ PPP của chính phủ hỗ trợ cho các small business, tức là các cơ sở thương mại nhỏ tại San Diego để có thể giúp họ vượt qua sự khó khăn của đại dịch COVID-19. Thì bây giờ đó chị Ánh Hương có thể nhắc lại PPP là cái gì, apply như thế nào? Quân Anh được biết là bây giờ đã hết hạn để apply cái đó rồi, phải không chị Hương? Đúng rồi, chương trình Paycheck Protection Program, nó là một chương trình mà chính phủ đã tạo ra để giúp cho những cơ sở thương mại nhỏ hoặc là lớn cũng như vậy, được có một cái số quỹ để mà tiếp tục business trong cái thời gian mà COVID nó shut down. Ý mà chính phủ đưa ra như vậy đó là để cho giúp đỡ những công ty mà không có cái sự chuẩn bị về tài chính. Và trong đó nữa đó thì dĩ nhiên nó kêu là paycheck protection, có nghĩa là nó encourage những cái business đó vẫn tiếp tục giữ nhân công và cho họ tiếp tục làm việc dù nhiều cơ sở thương mại phải đóng cửa. Cho nên cái chương trình đó được ra và nó có nhiều cái qualification, nó tùy vào cái business. Người ta được quyền nộp đơn vào hình như hồi đó là khoảng tháng 3 bắt đầu, tháng 4 bắt đầu, cho tới tháng 6 thì cho tới tháng 6 thì đã bị shut down rồi, cho nên bây giờ không có thể nộp nữa, mà nó là vào thời kỳ là mình làm sao với cái chương trình đó sau khi mà mình mượn cái số tiền đó rồi. Như vậy thì với những người mà đã hợp lệ và đã xin được số tiền đó thì những cái chủ nhân của các sở thương mại đã cần phải làm gì? So, trước khi mà mình nói họ cần phải làm gì thì mình phải hiểu rõ về cái chương trình đó. Nó là một cái chương trình mà nó được monitor bởi SBA, Small Business Administration. Và thật sự trên nguyên tắc thì cái chương trình đó là chương trình mượn tiền, chứ không phải là được cho tiền. Nó ra là chương trình được mượn tiền. Nhưng nằm trong đó thì nếu mà meet được cái qualification, nó đến một cái requirement, thì có thể những cái số tiền đó được forgive đi, tức là không có phải trả lại nữa. Nhưng mà cái requirement đó mình phải thật sự là mình meet cái qualification của nó thì mới có thể được như vậy. Thì bây giờ là cái thời hạn mà bắt đầu những người mà làm trong business mà đã mượn được những cái số tiền đó phải làm những cái giấy tờ để mà hợp lệ và nộp vô để cho nó đúng cái thời gian. Hiện bây giờ đó thì cái thời gian đó chính phủ đang nói là tháng 12 ngày 31 năm 2020 thì phải nộp đủ những cái số đơn vô trong đó nếu mà muốn được forgive. Và chị nói là cái số tiền này đó là cái tiền cho mượn thôi, cho nên eventually, tức là cuối cùng thì mình phải trả hả chị? Cuối cùng mình phải trả trừ khi nào mình có thể meet được những cái qualification, những cái requirement mà chính phủ đưa ra. Và nếu mà mình meet được những cái đó thì mình phải nộp vô một cái đơn và xin được forgive, tức là không có phải trả lại cái số tiền đó nữa nha. Nhưng mà đúng nguyên tắc thì nó coi như là cái loan của mình. Vâng, chị nghĩ là bây giờ chương trình đó đã đóng rồi hay là sẽ có một cái đợt hai? Tại vì tiểu bang California đã có một cái đợt đóng cửa lần hai và cho tới bây giờ thì cái luật mà shelter in place vẫn chưa được mở ra, có một cái đợt hai không chị? Thì nếu mà bên anh cũng biết đó, cái đó là một cái mà họ đang bàn bạc và politically thì nó là một cái ý nghĩ mà đang có. Khi mà đợt hai nó có ra đi nữa thì không nghĩ rằng là nó sẽ là một cái chương trình mà nó lớn lao như cái chương trình lúc đó. Nó cũng sẽ có rất là nhiều cái requirement mà nó thay đổi. Chứ không, cũng giống như là unemployment. Trong những tháng đầu đó thì họ cho thêm là 600 đồng một tuần lễ. Nhưng mà bây giờ đó thì chỉ cho xuống là 300 đồng thôi, thay bằng 600 đồng cái sự hỗ trợ, cái chương trình mới ra.
Ngoài ra nữa đó, cái 300 đồng đó, đó là không phải ai cũng được hết, mà phải những người có meet cái minimum requirement. Ví dụ như là cái minimum requirement đó là phải cái tiền tiền qualification cho unemployment phải là 100 đồng một tuần lễ thì mới được. Còn những người mà có cái số tiền ít hơn đó đó thì họ cũng không được qualify. Thì Hương nghĩ rằng là dù cái chương trình này nó ra thì nó cũng sẽ bị thay đổi. Nó không có generous như là cái chương trình đầu tiên là một mặt. Và một mặt thứ hai nữa là như Vân Anh biết, Democrats, Republicans sắp sửa đến mùa thi cử, cho nên cái, những cái đó nó sẽ ảnh hưởng tới rằng là nó có thể nó ra trước khi mà mình có một tổng thống cho nhiệm kỳ tới hay không. Cho nên Hương nghĩ rằng là nó it's on the table, nhưng mà nó có ra được hay không thì cái chuyện đó là mình không có thể dựa vào đó để mà mình run cái business của mình được. À, hồi nãy chị Hương có nói là đây là chương trình để giúp cho những cơ sở thương mại mà họ đã không có sự chuẩn bị về tài chính. Như vậy thì như thế nào là ảnh có sự chuẩn bị về tài chính chị? So luôn luôn cái kinh nghiệm của mình nó sẽ hy vọng sẽ làm cho mình thay đổi cái cách mình làm việc trong tương lai. Theo trong statistic của nước Mỹ bây giờ đó thì 50% small business 50% business là small business, và 50% đó cũng là số business cơ sở thương mại mà mướn những người những công nhân làm. Cho nên small business rất là ảnh hưởng cái economy của nước Mỹ. Ngược trở lại đó thì những cơ sở thương mại nước Mỹ mà có cái monthly expense khoảng 10.000 đồng một tháng thì thường thường họ lại không có dành dụm tiền để cho những cái emergency, mà họ chỉ có đủ cùng lắm đó là cho một tháng tới thôi. Một tháng tới người nào mà thật sự là có cái sự planning là chỉ 2 tháng thôi. Cho nên khi mà cái chuyện này nó xảy ra đó thì người ta biết rằng là small business mà bị shut down trong cái thời gian lâu dài như vậy thì không có khả năng để có thể trở lại nếu mà không có sự hỗ trợ ở đâu. Và vì vậy cho nên mình thấy những cái chương trình này ra. Nhưng mà tương lai đó, hy vọng là những cơ sở thương mại mà kêu là small business hiểu về cái này và nó sẽ thay đổi cách làm việc. Vì cũng như là cá nhân của mình, khi mà mình làm việc mình ở gia đình mình luôn luôn mình nói là phải để dành từ 3 cho tới 6 tháng just in case, right? Nếu mà có emergency thì Hương nghĩ là những small business tương lai cũng nên phải học hỏi thêm về những cái đó và phải có những cái reserve mà nó đầy đủ cho 3 tháng hoặc 6 tháng, ít nhất 3 tháng, 6 tháng. Mà Vân Anh thấy COVID bây giờ 3 tháng, 6 tháng, bây giờ 6 tháng rồi vẫn chưa có resolve được cái issue. Cho nên Hương nghĩ rằng nó sẽ thay đổi cái cách người ta làm business tương lai. Nhưng mà cái sự thật hiện bây giờ thì nhiều cái business đó sẽ không có đủ khả năng để mà trở lại mở business của mình nữa. Không phải vì không có cái cơ hội, nhưng mà không có đủ tiền để mà sinh sống qua cái thời gian này, và cuối cùng họ không có khả năng để họ mở lại. Hương nghĩ rằng là khi mà mình đang nói về chương trình PPP, cái quan trọng mà Hương muốn cho khán giả để ý tới nhất là những người đã từng nộp đơn PPP và đã được cái số tiền đó rồi thì họ phải bắt đầu chuẩn bị bây giờ. Tại vì bây giờ là đã tháng 9, cho nên nếu mà mình nói là tháng 12 thì chỉ còn 4 tháng. Sự thật cái qualification để mà được forgive á, là mình đã phải có người làm cho mình từ một khi mà mình đã lãnh tiền PPP cho tới bây giờ, và nó có nhiều một cái số requirement, thì Hương nghĩ rằng là Hương khuyên tất cả những người đó nên làm việc trực tiếp với nhà băng nơi mà họ đã lãnh được cái số tiền đó để hiểu được rành rõ là họ phải nộp những giấy tờ gì và họ nên chuẩn bị để cho nó không có lỡ cái cơ hội. Tại vì nếu mà mình có cái sự chuẩn bị thì mình sẽ lấy được những cái lợi tức mà nó có trong những cái chương trình, những cái program đó ra. Những cơ sở họ có thể ngoài nhà băng của họ, nếu họ không liên lạc được đó thì họ có thể reach out với những cái organization như là Better Business Bureau, và dĩ nhiên là họ cũng có thể học hỏi trên mạng. Nhưng mà Hương khuyên là phải để ý đến cái đó và phải nộp giấy tờ cho nó đúng thời hạn để không có bị mất cái cơ hội mà mình có thể mình được forgive cái loan của mình. Cảm ơn chị Ánh Hương rất là nhiều cho phần buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn chị lắng nghe của quý vị. Và thưa quý vị, một lần nữa, chị Teresa Ánh Hương là một chuyên viên về bảo hiểm và tài chính tại San Diego của chúng ta rất là lâu đời vừa qua. Và chị luôn luôn chia sẻ với chúng ta những cái vấn đề không những chỉ là về bảo hiểm, về tài chính, mà tất cả những vấn đề xung quanh cuộc sống của chúng ta. Cảm ơn chị lắng nghe của quý vị và xin chân ái chào tạm biệt. Xin kính chào quý vị.